Nè, vô này đang nấu gì đó? Hôm nay em làm kim bát thì em hiểu kim bát Kim bát là món ăn gì? Xuất xứ từ đâu? Hàn Quốc á. À, tại sao em không đi ăn này nhà hàng cho nó nhanh? Tại vì đồ nhà hàng nấu em không ăn được. Sao thế? Hôm bữa mua ở Bích Xì ở mấy chỗ khác á, nhìn nó ngọt á. Sao đồ này em lại ăn được? Em tự chế em không được chứ. Mà có bí quyết gì mọi người thường xuyên hỏi em cái bí quyết gì em ăn như thế nào mà em xuống ký nhanh, thon gọn, xinh xắn, đẹp, hiệu quả thế? Ăn ít dầu mỡ nè, nấu đồ ăn cho nhiều nước một xíu nè, nó sẽ khác cách ăn của người bình thường. Tí nữa có khi nào bóp video này lên xong mọi người sẽ bắt lỗi là em vừa làm đồ ăn vừa nói xong rồi cái đồ nó bay vô. Đâu có Em vô bữa em hút xì á. sao đâu, đâu vấn đề gì đó, đâu sức khỏe mình tốt mà có gì đâu, làm quá à. Giống như nấu ăn bình thường bữa em rang tôm cái gì đó con dở hơi thì vô chê nấu kiểu đó tôm, trời ơi nấu bình thường nấu kiểu kia thì có mà nó ngọt quá ăn vô nó mập phù đù ra làm sao, đúng không? Không, mấy bạn bình thường là nấu hay riêng nó khô á, nó sẽ có nhiều mỡ và nhiều đường. Đây là cái lá kim bát mà mình hay sử dụng để cuốn, tại vì có rất là nhiều loại bán, nhưng mà loại này trong tất cả các loại mình cần dùng thì loại này là nó dai nhất và nó có hai mặt như thế này nhé. Đây là mặt lá, còn đây là mặt sành. Thì thường mình sẽ chép cơm lên cái mặt sành như thế này, thì khi cuốn vào á, thì cái mặt láng như vậy nè nó sẽ không bị đắt, còn nếu bạn lại ngược lại thì nó dễ bị đắt hơn, đúng không? Nhiều lần lắm rồi, em biết làm lần đầu tiên là năm lớp 8, làm cho anh Trang Mưa ăn rồi đó. Thường có bạn sẽ giải cơm ngay đây, nhưng mà mình giải cơm ngay đây để tới hồi phụ lô nó thành nhiều vòng. Đây là có cà rốt, đây là xúc xích nè, xúc xích bít xanh nè đó. Đây là dưa leo, cuốn mọi thứ ngay. Bí quyết giảm 10 kg trong 6 tháng của em không phải là tập nhiều, tập dữ dội mà là do ăn hiệu quả, đúng không? Đúng rồi, Mà ăn mới nổi giờ cái em mà đã tập được gì đâu. ăn mới nổi bây giờ mà đi mà em gần em không ăn được cái gì luôn. Bánh canh cá lóc thì mặn, cái này phải lột ra tay ra để cuốn vô, nó không cái dính dầu á, không có cuộn được, cắt Rửa được tay sạch chưa? rồi đó. Thì cuộn mấy bạn giữ tay này, chắc bạn nào cũng biết làm kim bát rồi, nên là mình chia sẻ. Ăn cái này có bị mỡ không anh? Còn đâu mà Nó chỉ to có một ít trứng chưa yên thôi tiền một cách tinh bột thôi. đó, tí ăn chung với canh rong biển. Ngon quá à. Đây xong một cây rồi Rau nó nhiều, ăn rau biển là rất là tốt luôn. nè. Cái này có một mình ăn thôi nên mình chỉ làm đủ nguyên liệu được 4-2 cây thôi. Cái này để lại đừng bỏ vào tủ lạnh, bỏ vào tủ lạnh nó sẽ bị queo lại, bị cong lại, hãy bỏ ra ngoài. Mai ăn tiếp. Đều cái ba tay cũng như sau. Hôm nay em sẽ cho anh ăn cơm kho với quên, cá kho với cơm, cà với nghệ với cà rốt. Cà rốt là do mình chế bỏ vô cho nó đẹp, tại cá nó hơi màu vàng vàng, bỏ màu đỏ vô cho nó đẹp. Ăn uống là bí quyết quan trọng để có sức khỏe tốt và giảm mỡ những con hiệu quả luôn á. Còn tập luyện thật sự là tập luyện mà ăn không tốt, ví dụ như tập luyện mà về đi nhậu hay là ăn đồ uống có đường thường xuyên thì cũng không thể làm được gì hết, không thể thật sự nào.
tính ra nhưng mà 2 ngày ăn linh tinh thoải mái thì em cũng chỉ một buổi trong ngày thôi, mà lại 2 buổi trên kia vẫn ăn theo một chế độ là nhẹ cân nhẹ ký mà đúng không? Đúng. Ăn gì đâu phải cũng ngán hả? Ngán nhưng mà ăn lại bình thường lại không ăn được. Mình đã bị dỗi cái đường mình không ăn được. Gọi là biến đổi gen đó. Hôm nay đã có một bạn nữ bắt gặp mình đi ăn la la suốt uống nước ngọt. Mà cho 2 ly nước ngọt 2 lít làm cuốn, mỗi đứa nó có được cái nửa ly là hết cỡ rồi, ngán đường á. Nhưng mà nếu mà uống được bao nhiêu mức như em rồi thì với lại là em cơ thể em nó biến đổi cái đồ ăn thì giờ em ăn cái gì cũng thoải mái đúng không? Tại em đâu có ăn được nhiều đâu. Đúng rồi, em mình đang Giờ 46, là có thể uống trà sữa em thoải mình đang mái. 46 kg đó, còn một tuần em tập 3 4 bữa mà với mức độ em tập nó cũng nặng nữa, bắt đầu em nhẹ ký đi, em cảm nhận cơ thể của em nó rõ ràng hơn đúng không? Nhưng mà tập trước đây em không tập được thì giờ em được hết. Cái này là dư ra một cây để tí coi đáp án. Mặc dù coi không biết gì hết nhưng cũng mong chiên coi. Nhưng mà không có bệnh lợi. Nên mấy bạn nam bớt bớt sân si nói chửi con gái coi đáp án đi. Thật là con trai mà nói nhiều nghĩ sao vô công mệnh. Con gái biết gì mà coi đáp án. Người ta không biết người ta mới coi đấy, ta biết đúng không? Còn lại không biết nào thì chứ. Nó giống như là có phim giải trí vậy đúng không? Đúng. Thấy 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 ai là nhưng mà nhà đá thắng rồi con mình vui thôi đúng không? Trai mà để ý con gái, xét mấy con gái, vô duyên thì chết. Thiệt luôn á, mấy bạn nam đó là ba vô duyên luôn á. Cuốn được cây bự nhưng mà bây giờ không cuốn được cây Nghĩa là cái giải pháp á, mà làm sao là ăn bao nhiêu cũng không mập, nghĩa là phải giới hạn cái sức chứa của bao mập và cái khả năng ăn của cơ thể đó. Đúng không? Giống như anh em mà đi ăn 33 số là thấy mấy người mập mà ôm mà phụ nữ bây giờ 1m55 70 kg nhiều lắm, anh em đi ăn mà thấy người ta kêu một phần ăn tương đương mình, người ta kêu nguyên một dĩa hoa đi chiên mà người ta quất hết trong tích tắc rồi. Salad đó, salad ngâm mayonnaise. Salad mình kèm mayonnaise à, cái đó mới chắc. Việt nha, Việt nha. Người ta cái này mà làm cho người yêu ăn mà hơi bị lãng mạn luôn á, món ăn biết bao nhiêu đẹp. Đẹp luôn lên luôn đúng không? Ừ. Cái nào đó?
Rồi. Các bạn thấy như đây, Đây, đây là loại rong biển mình hay mua để nấu canh nhé. Có bán ở Bixi và Vinh Mắc, ở Cốt Mắc bán hay không thì không biết. Nhưng mà cho một ít thôi, cái này là cho hơi bị lố tay nên nó nở ra quá trời luôn, tí ăn ăn nữa đi á. Rồi nó nở ra dữ vậy. Ủa tô canh rong biển nhìn đã quá. Nóng. Có chừng nóng em. Lung linh luôn. Rồi. Hết rồi. Rồi, phải kết thúc video nha. Chúc các bạn ăn tối vui vẻ.